Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả dự lưu, tư duy quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả dự lưu, chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả vị độc giác, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp.